tục nha. Rồi, số 6 là cái gì? Số 6 là quả. Đúng rồi, số 7. Số 7 là cây rìu, cây rìu của bác thợ. Số 1. Đúng rồi, số 8. Số 8. Số 8 nè. Dạ, mắt kiến. Ừ, mắt kiến cũng được. Số 9. Số 9 là con hu. Hu cao. Cao cổ. Đúng rồi, số 10. Số 10 là con heo. Rồi, số 11. 11 là trái khăn. Đúng rồi, số 12. Con cá mập. Rồi, số 13. Con bướm. Số 14. Cái xiềng. Số 15. Cái tiền. Cái tiền. Rồi, số 16. Dạ. Dạ. Là con ốc sên. Ốc sên. Ừ, số 17. 17 là ốc nhạc. Là nốt nhạc. Nốt nhạc. Số 18. Là đèn nhân sâm. Số 19. Là con chó. Số 20. Là nổ bùm. Là quả bơm. Quả bơm. Rồi bây giờ bố đóng cái tập lại nha. Rồi bố đóng tập lại bố hỏi nha. Số 5. Số 5 là cái gì? Số 5 là cái gì? Số 5 là trái táo. Lầm lại, số 5. Số 5 là cái gì? Trái táo. Số 6. Số 6 là quả. Đúng rồi, số 7. Số 7 là cái rìu. Ừ, cái rìu của ai? Của bác thợ mộc. Đúng rồi, số 8. Số 8 là số 8 là cái gì? Mắt kiến. Ừ, số 8 là mắt kiến, đúng không? Rồi, bố để danh sách ngay đây nha. Rồi, số 9. Số 9. Ừ. Là ốc sen. Số 9. Hô cỏ. Không chín á. Không chín là con hô cao cổ á. Ngồi xuống. Rồi. Số điện thoại của bố là số mấy? 60. 09 mấy? 09 18 65 55 36 alo bố. Alo Hào ạ. Số 10 là con gì?